người biết là sư phụ có mấy kênh YouTube và tại sao gần đây trên kênh YouTube của sư phụ cũng có quảng cáo. Thôi sư phụ, tôi nghĩ là nhiều người đang quan tâm tới chuyện này á. Sư phụ chỉ có một kênh là Ngô Tấn Kiệt Official. Rồi mấy ngày nay cũng kiếp người comment lên YouTube tại sao mà sư phụ trả 15 đồng một tháng mà nó lại quảng cáo. Thì thằng YouTube nó ngang như cua, nó tại kênh của sư phụ một đông người vô coi. Hiện giờ có khoảng một tháng cả triệu người á. Thì cái tự nhiên nó nói giờ mày phải quảng cáo, tự nhiên nó thả vô. Đó là ngoài cái ý muốn của mình, mà sư phụ try cố gắng để cho không có cho quảng cáo nữa. Sư phụ đã turn off, mướn cái kiếm một cái người giỏi về YouTube, turn off mấy cái nút mà không có cho quảng cáo nữa. Nhưng mà nó nói là không có guarantee, không có bảo đảm là nó sẽ không có quảng cáo. Tại vì khi kênh đông người coi á là tự động nó vậy đó. Sư phụ cũng không hiểu cái policy, cái kiểu của YouTube nó làm ăn kiểu gì á. Từ xưa giờ mình không có bị, mà hiện giờ sư phụ vẫn đóng 15 đồng cho nó. Bộ đâu có muốn nó quảng cáo đâu, mà chỉ có một kênh Ngô Tuấn Kiệt Official. Có ngoài kia mấy chục kênh là mấy đứa em ở Việt Nam rồi ngắt mấy cái khúc nhỏ bỏ lên làm để tạo công đức, để mà và đồng thời có kinh tế, thì đó là cũng là chuyện tốt, chứ nó không có gì gọi là sai. Sư phụ cũng cho tất cả mọi người cứ tự nhiên, nhưng mà phải để ý, đừng có để cho người ta truyền nhiễm những cái ý tưởng của thiên ma độc hại vô, để mà làm hư con cháu của họ thiên. Tức là tụi tà đó, nó cũng lúc nào có chỗ nào có Phật thì cũng có quỷ. Mong mọi kênh ở trên mạng mà lấy âm thanh của Kiệt mà bỏ lên thì block những cái kênh thiên ma ra. Tụi ma quỷ nó nhiều lắm, nó không có muốn chúng ta sống trong vui vẻ hạnh phúc, nó muốn chúng ta sống trong sự nô lệ và sự kềm chế của họ, theo ý của họ. Ở vào giai đoạn thời khắc cuối cùng của cái ngày tận diệt này thì rất là nhiều ma quỷ nó giống như giờ chót rồi, nó liều mạng rồi, thì cũng như kiểu Putin vậy đó. Liều chuyện gì cũng làm được, thì thiên ma chuyện gì nó liều nó cũng nói được. Tất cả con cháu họ thiên phải biết đọc kinh, phải ngồi thiền, phải có chánh kiến, phải tự đốt đuốc đi. Đó là bao nhiêu lần ở trên cha mẹ và các chư Phật thường dạy dỗ là như vậy, chứ không phải chỉ mang họ thiên không là được về trời nghe. Phải tự đọc kinh, tự ngồi thiền, rồi phải thay đổi cái đời sống của mình. Cái gì cũng phải bớt lại một chút, đừng có giống như hồi xưa buông thả. Đó, thì nói về cái kênh là vậy. Cái kênh thật sự là có một kênh thôi, còn YouTube nó muốn làm gì là chuyện YouTube nó làm. Sư phụ không có stop nó được. Rồi bữa nay nó còn gửi mấy cái huy chương vàng, huy chương bạc vậy đó. Sư phụ cũng đâu nhận đâu, trả lại cho nó luôn rồi. Nó có gửi tới nhà. Sư phụ nói tao đâu có cần mấy cái này đâu. Rồi chứ không phải là ý sư phụ. Rồi về những cái kênh YouTube như là bằng sĩ ẩn tu này, khi sư phụ nói một vài lời cho những người mà chưa biết. Cái đó là của những cái ý tưởng xấu ma quỷ, lúc nào cũng đi song song với Phật. Thì nãy Vũ nói sơ thì chẳng lẽ ban tiên giáo hay là đưa cho những nhà sư mặc áo vàng ra để mà chống đối cho phụ thì lại mất cái thể diện của áo vàng, thì phải lập ra những cái đó cũng là ban tiên giáo của chính phủ Việt Nam thôi. Họ đâu có hiểu gì. Sư phụ cũng khấn cho những người đó đừng có bị nghiệp, đừng có bị khẩu nghiệp, và đồng thời sư phụ cần họ để mà thanh lọc những đứa con họ thiên. Phải có chánh kiến, bi trí và dũng, có từ bi nhưng mà phải có trí tuệ và phải có dũng cảm.
đó thì sư phụ rất là cần họ, họ cũng là đại ân nhân, cũng là một Bồ Tát nghịch để mà thử thách tất cả chúng ta trong thời nay phải có bi chí dũng, thì tự chọn, tự mình phải đốt đuốc đi, đừng có như bao lâu nay tất cả chúng ta tu tập hay là theo thầy này hay chùa đó hay là nhóm này nhóm nọ, môn phái này môn phái nọ, tất cả các đó phải coi lại, và những cái chuyện của mình làm trong thời gian qua có hữu ích cho cái trí tuệ không, có tăng trưởng cái đạo đức không, mình có hiền lại hay không, hay là mình vẫn sân si như thời xưa. Người mà có chánh kiến, người ta nghe người ta ba câu người ta biết ai chánh ai tà rồi. Nhưng mà những người mà có cái của ma quỷ á, họ cũng có cái tâm ma, thì ngu tầm ngu, mã tầm mã, quỷ tầm quỷ, ma tầm ma, quỷ diệt quỷ, ma diệt ma, Phật không có diệt ai hết. Ở thời này quý vị thấy không, bây giờ các cả sư thầy đấu đá lẫn nhau, lâu nay á, là gạt bá tánh, rồi hôm nay lại đấu đá nhau, từ hàng thấp cho tới lên hàng cao, từ người bình ca sĩ vận động gây quỷ, ví dụ vòng lai, rồi lên tới mấy người chức vụ trên chính quyền, nhà thương, y tế, học đường, xã hội, xây dựng, đất đai, Thủ Thiêm. Có nghĩa là thời nay không có cái gì mà xấu mà không hiện lên hết, nó phải hiện nguyên hình tất cả những cái xấu xa nhất của thế gian lên hết. Đến khi một thời đại vàng kim sắp sửa hiện ra trước mặt, thì nhân loại mới dùng những cái xấu này để mà học hỏi, để mà tiến hóa. Đó là như vậy. Cho nên bây giờ có những cái chuyện mà nhân loại không bao giờ nghĩ ra được, hiểu tới, nhưng mà cũng xảy ra đó. Rồi sư phụ, con thấy có những cái comment để ở dưới những cái kênh, đó là tên của cái kênh của sư phụ, có phải đó là sư phụ không? Sư phụ không bao giờ đi comment bất cứ kỳ bất cứ kênh nào, và cũng không bao giờ ai hỏi cái gì trên kênh của sư phụ, của sư phụ không có gì rảnh mà trả lời. Tại trả lời một người là phải trả lời cái triệu người. Cái điện thoại thôi, mỗi một ngày có ba tới 5.000 người nhắn tin và email, một ngày có mấy trăm cái email. Sư phụ đâu có rảnh đâu mà dùng cái đi comment trả lời. Sư phụ có muôn chuyện làm, mấy cái chuyện trên YouTube này là một phần nhỏ thôi. Phụ còn phải đi xây dựng núi Thiên Long Sơn, đi xây dựng ở bên Houston, rồi phải lo đủ thứ chuyện trên thế gian. Đâu có rảnh đâu mà comment. Còn ai mà lấy hình, rồi lấy tên của sư phụ, rồi đi comment, rồi nói ồ tôi đây là Minh Dương, tôi đây đó, cái đó đều là phải coi lại nha. Kiệt chưa bao giờ xưng hô. Cái đó là Kiệt đã từng giải thích mấy cái kênh cũ rồi. Đánh bài 5 cây, 1 cây bài lật ngửa thì tôi là người đặc biệt là thiệt, còn 4 cây bài lật úp Minh Dương gì á, thơ xuân hạ tác cuồng thư cũng đã giải thích rồi. Tất cả mọi thứ là phải chờ Đức Thầy xuất hiện. Còn những cái người mà dùng tên, dùng hình của kia ở ngoài đó, của sư phụ rất là nhiều, cả trăm người dùng tên, dùng hình, rồi comment tầm bậy tầm bạ, hoàn toàn sư phụ không bao giờ có comment trên đó. Thì mọi thứ phải chờ sư phụ, Đức Thầy xuất hiện thì mọi chuyện nó mới rõ ràng. Còn Đức Thầy mà chưa xuất hiện đó, thì họ cứ lên trên đó để họ đánh lạc hướng, giống như họ đánh bên volleyball vậy, đưa lên cái cúp đó. Thì tất cả mọi người phải có sự nhận xét và chánh kiến, mà sư phụ cũng không cần giải thích nữa, sư phụ cũng cần họ làm như vậy. Tại vì cái gì vàng là vàng, thao là thao, than là than, vàng thiệt thì vàng thiệt, than thì than. Chứ còn người thật biệt thật, không có cái gì phải lo ngại mấy cái này, chuyện nhỏ như con thỏ. Hữu đâu có lo mấy vụ này đâu,
Và theo luật Phật á, ai tặng mình cái gì mình không nhận lại thì cái người đó là nhận đủ. Luật nhân quả cũng vậy luôn. Chứ không có nhận quà gì của ai hết trơn á. Xuống thế gian kỳ này đi về, nhận quà mắc nghiệp về cái phải ở lại để nhận phần thưởng trả ân rồi lại không có vụ đó. Thi ân bất cầu báo. Bồ chúng sanh sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân mà. Nên không có nhận mấy cái quà này. Sư phụ vậy rồi bây giờ mình làm cách nào để mình nhận biết được khi Đức Thầy xuất hiện? Dĩ nhiên, Đức Thầy xuất hiện là có cả mấy chục triệu người dí ngài thôi là mình biết rồi. Với lại sư phụ cũng nói chuyện thẳng với Đức Thầy nữa thì ngài đã cho sư phụ biết rồi. Chứ sư phụ rất là dễ. Sư phụ nói chuyện với Đức Thầy thường xuyên mà, lo gì. Cho nên ở ngoài kia đó là có 30 mấy Phật Di Lặc giả, mười mấy thiên tử giả, rồi cũng một đống Đức Thầy giả. Thì tất cả các cái đó đó và những cái môn phái, thí dụ như yoga, lý ẩm trí, hay là những cái môn thiền, hay những cái đạo nào mà trên thế giới đó, tất cả và những cái kênh tầm bậy tầm bạ ở trên đó đó, lúc đó tự nhiên biến mất. Những cái gì giả dối là sau này tự nhiên nó biến một mất một cách màu nhiệm. Tại vì những cái giả dối nó không có hiện hữu được khi tất cả mọi sự thật đã phơi bày ra. Đức Thầy xuất hiện là thiệt, ngài không có chết. Chứ mình phải có bi trí dũng mình mới nhận biết được gì đó. Đâu cần, Đức Thầy xuất hiện là sư phụ nói con biết liền ngay giờ luôn nữa. Nhưng mà bây giờ thì chưa xuất hiện được. Xuất hiện bây giờ lấy xe bắt chó tới nó còng ổng làm sao. Rồi bước vô Việt Nam cũng còng sư phụ luôn á. Cũng không có gì mới, nhưng mà chỉ có mới hôm qua mấy vị có nhắn tất cả người Việt Nam ở trong nước Việt Nam, khắp tất cả các tỉnh thành thành phố, và người ở hải ngoại, khắp tất cả các tiểu bang ở năm châu, khắp tất cả năm châu: Pháp, Anh, Úc, Thụy Điển, Canada, Mỹ, tất cả mọi người nên chuẩn bị y như lời xưa nói lại, là bữa hổm giờ nói cái chục cái clip bữa nay nói lại một lần cuối nghe. Chuẩn bị lương thực ở trong nhà ít nhất cũng 3 tháng. Những cái hiện vật hiện hữu cũng giống như tiền đô, giống như xe phải đổ đầy xăng một chiếc xe trong nhà, có gì chạy bỏ một cái vali đầy đủ trong đó, có khẩn cấp xách cái vali chứ đâu có giờ đâu mà phải đi soạn đồ, soạn kem đánh răng đúng không? Rồi đồ có lúc đó có thể tất cả hệ thống nhà băng nó cũng sẽ không có work nữa, không có mở cửa nữa, thì làm sao mình vô mình lấy tiền trong nhà băng. Thì cho nên cũng chuẩn bị để mà giống mình chuẩn bị giống như chạy giặt vậy đó, tiền mặt dạng gì để gom gọn lại, rồi xăng cộ, rồi thuốc men, mình mua mớ thuốc gì mình thường uống. Ví dụ như người nào bị cao máu thì xưa giờ đi bác sĩ cho 30 ngày thì giờ mình xin sẵn luôn 90 ngày đó không? Rồi những cái lương khô vậy đó, rồi chuẩn bị chiếc xe vậy đó. Tại vì ở bên nước Việt Nam là bắt buộc là phải lo cái này, bên nước hải ngoại cũng phải lo. Là sao? Là tự vì bùng một cái chiến tranh thứ ba nổ ra, tất cả hệ thống điện điện tử điện gì á cũng không có hoạt động hết. Thì lúc đó những cái thằng hàng xóm của mình, người Mễ, người Mỹ Đen, nó không có chuẩn bị, nó sẽ đói, nó sẽ tràn qua nhà mình á. Thì lúc đó mình chạy đâu, mình chỉ có lên xe mình giao cái nhà cho nó ở thôi. Rồi nó muốn làm gì nó làm, giữ cái mạng để mà lúc đó mấy anh cảnh sát á, nó cũng chết nhát nữa, nó lo cho vợ con nó cũng không xong thì làm gì, nó lo cho dân. Đó là mấy cái chuyện vậy có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.
lúc đang trả lời đang nói chuyện á, đừng có lăng tăng cái hổ mất đi cái ý nói chuyện đó không. Con đang phỏng vấn cho đâu phải con đang bình thường đâu, chuyện gì có thể quản được thì cứ quản. Sư phụ con hỏi cho cụ cái câu hồi nãy là câu gì? Cái người trên thiên minh nó hỏi sư phụ á. Hỏi lại đi. Dạ. Sư phụ xuất hiện đưa những người hữu duyên về cõi trời với cha mẹ, mà những người có hữu duyên thường có duyên trong Phật pháp. Vậy còn ai ở lại thế gian này bỏ lại một mình Đức Phật Di Lặc giáo hóa cho ai? Sao mình không ở lại đây tu và giải thoát luôn trong giáo pháp hiện hữu của Đức Phật Di Lặc? Vì tại sao mình không thay đổi ngay lập tức? 3 năm nay nói cũng khan cổ rồi đó. Cho nên mới gọi là 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì bao nhiêu kinh thơ của Đức Phật Thích Ca Ngài cũng có nói, người hữu duyên á, người có đại phước á, mới sống vào thời Hoàng Kim, thời Phật Di Lặc ra đời. Còn người không có hữu duyên mà hôm nay 3 năm chót là mình báo động mà cũng không có biết nữa, thì đó còn quán trách ai? Phật rất là công bằng, cho sư phụ lộ cơ, cơ trời không có được lộ mà sư phụ ra lộ cơ, thì đã là hy sinh rất là nhiều cho nhân loại rồi. Thì không chịu quay đầu mà còn hỏi một cái câu rất là vui vậy. Quay đầu đi. Tại vì trong giống như trong một cái cả ngàn người mà chỉ có một người lưng tưng phá phách, ngông cuồng, làm rối loạn trong cái hội trường thì là hư hết cả ngàn người sao? Khi Phật Di Lặc xuất hiện thì tất cả những người đều là ngoan hiền, ngồi lắng nghe chăm chú, chứ chừa mấy cái người mà hung ác là hiện trong, mới gọi là thời nay hiện giờ là sàng lọc những cái người dữ á, để cho họ có những cái chứng bệnh hay là bị Covid hay là sao này, chiến tranh hay là đói hay là kinh tế nghèo khổ, để cho họ quay đầu. Có nghĩa là nhiều kiểu sàng lọc vậy lắm. Chứ còn họ bình thường quá, họ cứ đi tưng tưng đi ăn chơi, ăn nhậu vui sướng hoài. Rồi họ cứ nói cho phụ là sống ảo. Mà ngược lại chúng sanh đang là sống ảo mà chúng sanh không có biết. Chứ phụ mới là sống thật đó, rất là thật luôn. Còn họ rất là ảo mà họ lại nói ngược. Thì trắng thì thành đen, đen thì thành trắng, thì mới có kênh bần sĩ lãm nhảm trên đó để mà thanh lọc những cái đó, để mà kéo thêm cái phe của họ đi xuống địa ngục cho đông. Lúc nào quỷ ma cũng đi theo thử thách Phật hết. Cả thời Phật Thích Ca cũng hiện xuống thử thách mà. Hiện xuống một đống gái đẹp thử Phật, Phật cũng vượt qua. Rồi lúc đó còn hăm dọa Phật nữa, nói sau này 2500 năm sau, thời mạt pháp ta cho con của ta cạo tóc, mặc áo vàng, đọc kinh của nhà ngươi, phá đạo nhà ngươi. Trời ơi, dở lên mạng quậy quá trời trên đó. Những gì Phật Thích Ca đã nói trước là đều có thiệt hết.
Mình không có theo màu sắc và âm thanh, mình phải nhìn cái thực tế. Nhìn có những cái kênh đó, nó không có gì để nó mất. Nó đã rồi xóa đó rồi nó đi đặt kênh khác. Còn chứ phụ có cả cái núi này mấy chục triệu, biết bao nhiêu bà con tới đây gần cả chục năm. Rồi có một cái công ty khổng lồ muốn lúc nào đối chứng với phụ, phụ cũng ngồi ở đây để mà lên nói chuyện. Cái gì thật giả có nhiêu đó thôi là cũng phải hiểu. Còn những cái kênh kia nó chữa cho đã rồi mốt cái nó đổi kênh khác, rồi cái nó lo nó giả bộ nó nịnh rồi anh Kiệt này anh Kiệt nọ. Chứ phụ cũng đâu biết nó là bằng cư sĩ đâu. Bên còn cư sĩ là đang ở Mỹ chứ không phải Việt Nam. Mấy chị nói mà mấy chị để cho nó quậy thời gian đi, rồi từ từ á cái hậu quả sẽ như thế nào cho phụ sinh cũng nhiều. Phụ sinh hết nổi rồi mấy chị, không có nghiệp quả rất là nặng. Đó là tình báo Hoa Nam á, con biết không? Nó không có chấp nhận là Trung Cộng chia 5 xẻ 7, cho nên nó làm những cái đó để mà nó phá, để nó muốn xuyên tạc để mà hạ cái uy tín của thiên tâm của sư phụ. Nhưng mà tà sẽ không bao giờ thắng chánh. Con thấy trên thế gian này mấy thằng dân chơi có bao giờ nó thắng cảnh sát không? Không bao giờ, phải không? Mày có giữ cái nào, mày có xăm cá rồng, rồng phụng hay là cọp gì đó, xăm cho đã, rồi cứ cùng cũng dính hai cộng số 8 rồi xong. Cho nên tà chứ không bao giờ thắng chánh là vậy. Vậy là Phật gắn tờ thay đổi đi. Người chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Nếu không mấy vị đâu có nói trước. Thì cái số 1 đó là số những người đang lại Phật ở đây nè. Còn số 7 là số trong kinh Đức Thầy nói gì đó, là xử phân những đứa vô nghì để khỏa lắp vết tiền ngọc son gì đó. Đại cái vô nghì á, vô nghì nhiều lắm. Rồi con có gì hỏi nữa không? Có một người hỏi là cái sấm có phải là tiếng súng nổ ở ở dưới miền Tây không sư phụ? Sấm á, nó giải thích nhiều lắm. Hồi xưa sư phụ có hỏi này hoài. Hồi xưa mỗi lần mà sư phụ có lần mà nói chuyện với Đức Thầy á, hỏi sư phụ nói trong kinh của sư phụ sấm giảng tiếng sấm nổ là gì, thì Đức Thầy không bao giờ trả lời. Đức Thầy nói chờ xem, cái gì cũng chờ xem, cung vàng điện ngọc có hiện không, Đức Thầy cũng nói chờ xem, con cái xấu Đức Thầy cũng nói chờ xem. Ngài không bao giờ giải thích cho sư phụ biết mấy cái này, tại sư phụ cũng hiếu kỳ như là các con thôi. Thì nhưng mà có một vị khác giải thích, tại sư phụ nói chuyện hết tất cả các vị mà hỏi vị này không nói thì sư phụ hỏi vị khác. Thì có những vị khác nói tiếng sấm nổ là khi Phật Di Lặc xuất hiện đầu tiên sẽ giảng ở núi Cấm, thì đó là tiếng sấm nổ đầu tiên. Rồi giảng ở dưới cội Long Hoa, đó là bốn cây Long Hoa của mình đó, con quay cho ta coi đó, đó là bốn cây Long Hoa, là bốn cây này nè. Trinh lấy xây cái bảng chữ Long Hoa lại cho ta coi. Cây đó là cây Long Hoa đó, đó là cây Long Hoa đó. Còn chùm lại đó là khi mà Phật Di Lặc ngồi ở đây giảng pháp, bài thứ nhì là tiếng sấm thứ nhì, một bài pháp là chấn động các khắp thế giới gọi là tiếng sấm. Chứ giờ bom nguyên tử nó có nổ rầm rầm ở Hiroshima hay Kawasaki nữa thì mình đây mình đâu có nghe đâu, gọi là tiếng sấm. Nó chỉ đạn pháo thôi mà. Một bài giảng pháp của một vị Phật giáng trần mới gọi là sấm, đúng không? Thì đó là tiếng sấm là ngay cội Long Hoa ở đây. Rồi tiếng sấm thứ ba thì ở đâu thì chưa biết đó. Thì là ba bài pháp đầu tiên của Đức Phật Di Lặc thì gọi là ba tiếng sấm. Đó là sư phụ biểu như vậy. Mà không biết là mấy vị có nói lóng hay không nha. Tại sư phụ hỏi vòng vòng á, sư phụ mới hiểu ra được như vậy. Cái còn mà bom nguyên tử hay là ba cái lò hạt nhân ở Ukraine bây giờ nó có nổ á, mình làm gì mình nghe tới bên Mỹ, ở đó chừng mấy trăm cây số còn chưa nghe nữa. Cho nên đó đâu phải gọi tiếng sấm. Tiếng sấm là chấn động cả thế giới, cả những cái thằng lãnh đạo, những cái quốc hội Mỹ, hạ viện thượng viện Mỹ nó cũng hoảng hồn. Chết cha rồi, Chúa giáng trần rồi, Phật giáng trần rồi, tôi không có cần phải họp thượng đỉnh, không có cần phải họp quốc hội Mỹ hay là Liên Hiệp Quốc hội họp gì nữa, dẹp hết mấy cái này thì mới gọi là sấm. Phải kinh động những lãnh đạo thế giới mới gọi là sấm. Đó là sư phụ hiểu là như vậy. Còn chúng sai trời xem nha quý vị.
Cái này là theo cá nhân của mình ấy với bao nhiêu lần nói chuyện hết vị này tới vị kia, đó là vậy đó. Cái tiếng sấm, ba bài pháp của Đức Phật Di Lặc. Bây giờ con thấy một giáo chủ mà xuống trần, con thấy chuyện lạ không? À, thôi tụi mày bữa giờ họp đã rồi, không có cái gì kết cuộc hết phải không? Không có ngã ngủ phải không? Không có hòa bình phải không? Ê, Putin, Trump, Biden, Tập Cận Bình, Kim Jong Un, Nguyễn Phú Trọng, Bắc Trọng, ai đại khái gom lên đóng. Ông nào ông nấy té đá quần luôn á. Mà Phật Di Lặc nói chuyện đúng không? Thì mới gọi là sấm, sấm làm cho ông sợ té đá. Xin lỗi. Thôi nói chuyện. Mà lãnh đạo không phải sợ. Mình nói chuyện đời thật mà. Ờ, mấy thằng làm cho mấy em mấy lãnh đạo ấy phải rung rung mà sợ. Thì lúc đó gọi là sấm. Còn mấy nó ra lệnh cho bom tử nổ cũng đâu phải là sấm đâu. Đấy, nữa không con. Hôm nay hỏi Tiếu Lâm.